Nghĩa trang liệt sĩ Bảo Lộc được xây dựng năm 1987, quy mô diện tích khoảng 3,4 hectare với gần 800 ngôi mộ liệt sĩ. Đó là những người cha, người anh đã không tiếc máu xương, hy sinh thân mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc qua các thời kỳ. Hướng đến kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, các đơn vị đã cùng nhau tiến hành cạo rêu, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên mộ phần cho các anh, đồng thời tiến hành sơn lại những dòng chữ đã bị nhòe trên các tấm bia, bởi theo thời gian, các dòng chữ đã phần nào bị phai nhòe, không đọc rõ. Và để tô đúng, đẹp, sạch, không bị nhòe sơn, các bạn đoàn viên thanh niên dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo đã rất tỉ mẩn, chăm chút, cẩn thận tập trung vào công việc của mình để có thể hoàn thiện công việc một cách tốt nhất. Để mình vẽ lại các phần mộ cho những anh hùng liệt sĩ, những người đã có công với đất nước là cảm thấy rất là tự hào và vinh dự khi được tham gia công việc này. Đây là một trong những hoạt động mà Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Bảo Lộc triển khai nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn và tự hào truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.